Xin kính chào toàn thể bà con. Chào mừng bà con quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Hiện tại em đang có mặt tại bãi xe và quay review cho mọi người một mẫu xe 7 chỗ, 8 chỗ đi. 8 chỗ đến từ thương hiệu Toyota. Chiếc Toyota Fortuner đời 2009 phiên bản máy dâu, số sàn động cơ 2.4. Đấy. Chiếc Toyota Fortuner này biển Hải Phòng tên tư nhân, cam kết không có đâm đụng, tai nạn ngập nước. Sơn xi căng đét, màu bạc sạch sẽ này. Giá bao rút hồ sơ hiện tại bên em đang chào bán là 479 triệu đồng cho chiếc một chiếc máy dầu đời cao đời 2009 nhé. Đấy, mẫu xe này là mẫu xe gầm cao bệ thoáng gồng dòng crossover hạng sang. Fortuner thì bao giờ cũng đẹp mà được cái là máy dầu nó tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 2.4 nó chỉ rơi vào tầm 7-8 lít dầu trên 100 km, cực kỳ tiết kiệm nhé, 7 lít dầu thôi. Rất tiết kiệm, số sàn mà. Tổng quan thì chiếc xe này sơn xi rất là sạch sẽ, không cần làm gì cả, đèn pha sáng bóng, đèn bi xi lông. Ốp gương, vè mưa, tay nắm cửa, hõm cửa chrome. Đấy, sạch sẽ rồi. Ốp bậc lên xuống, giá đỡ chân, rồi giá lóc đầy đủ hết rồi. Bà con chẳng cần làm gì cả. Ốp xăng cũng có, ốp đèn hiền viền hậu cũng có, ốp inox hết rồi. Không cần làm gì với giá tiền hiện tại bên em đang chào là 479 triệu. Liên hệ Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe này. Với mức giá hiện tại bên em đang chào bán. Vâng, em đang quay video thì có một cuộc gọi vô cùng quan trọng với Khả năng ô tô. Nó mang một cái giá trị tinh thần cực kỳ lớn các bác nhé. Đó, đố các bác biết cái gì thì chúng ta hãy cùng đi vào khám phá luôn cái sự kiện đặc biệt của Khả năng ô tô. Thực sự là rất đặc biệt, nó có giá trị về tinh thần, không hề có giá trị về vật chất, nhưng tinh thần thì nó cực kỳ cao. Khả năng ô tô xin trân trọng giới thiệu cho mọi người một cái phần quà cực kỳ lớn của Khả năng ô tô trong nghề làm ô tô, làm YouTube. Ui, tim đập rộn ràng như kiểu lần đầu mới yêu ấy. Thực sự là rất là rộn ràng khi như lần đầu mới yêu. Cực kỳ sạch. Rất là nhiều những mẫu xe đang chờ bà con đến xem và mua và lấy về này, bà con này. Đấy. Đâu rồi, đứng đây chờ nào. Chờ nào. Đâu nhỉ? Anh em ơi, xin chào. Nóng ruột quá. Mình đang chờ anh shipper của YouTube, anh ấy mang cái nút bạc YouTube của Khả năng ô tô về đến bãi. Thực sự là rất là ngóng chờ. Thực sự là ngóng chờ. Cực kỳ ngóng chờ luôn nhé. Xuống lấy xe à? Đây rồi anh em ơi. Có phải bác mặc áo đỏ đấy không? Đúng rồi, chính xác rồi. Em chào bác. Vâng vâng, nóng ruột quá. Em xin. Có xăng không? Chết rồi, em không cầm ở đây đâu. Cái này gửi đâu bé? Ở nước ngoài về anh ạ. Anh chạy vào bãi đây em gửi, em anh lấy yên để yên đấy. Chạy vào bãi đấy. Đây rồi. À, nút bạc à? Vâng. Ôi giời ơi. Anh ơi, cho em xin 50 này. Cho em xin 50 nào. Chưa. 500 thì đưa anh ấy trả lại. Ê, không mất tiền đâu nhưng mà cho anh ấy 50. Anh ấy không mất tiền nhưng mà kỷ niệm anh 50 đi lại. Vâng. Nhưng mà đừng bóc nhé. Để em làm. Hôm nào liên hoan thì bóc. Ok anh em. Cảm ơn anh nhé. Được rồi. Hàng về. Em đi cái anh thôi. Toàn tiếng Tây là toàn nước bạc. Toàn từ Mỹ về. Ô, sao cái vỏ nó làm cái vỏ xấu thế? Đùa, chưa thấy cái nào nó lại xấu vỏ như này đâu. Đây bà con đây. Giới thiệu mọi người đây là nút bạc này. Hiện tại em chưa có bóc nó luôn. Chưa bóc ra để xem thì có tên của Khả năng ô tô này. Phạm Khả năng anh em nhìn thấy không? Đấy. Số điện thoại Khả năng ô tô.
Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Đăng. Và em đã đặt nút bạc này là nút bạc của do mọi người cung cấp đấy, chứ không phải mình cố gắng gì đâu ạ. Chủ yếu là do bà con cô bác luôn quan tâm ủng hộ đến kênh mua bán của Khả Đăng. Thì em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và em sẽ làm cái video mở hộp cũng như là video cái ăn mừng nút bạc này mà gần đây thôi bà con nhé. Xin thành cảm ơn mọi người. Rồi, lại quay về với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là chiếc Toyota Fortuner đây. Bên ngoài em cam kết là không có phần nào bị đâm đụng cả, ngập nước cả nhá. Nên bà con hoàn toàn yên tâm, rất là vui, tâm trạng bây giờ nó hơi xáo trộn một chút. Thì em xin review nhanh một chiếc này. Đấy, sơn si bên ngoài thì mình bỏ qua đi, mình kiểm tra phần nội thất chiếc xe xem thế nào. Cái phần sơn si thì đơn giản mà. Đây, keo chỉ zin, đấy, nội thất thì màu vàng kem. Đó, các bác có thể nhìn thấy đây, này, rất là zin nhé, sạch sẽ. Ghế thì bọc mà da hai màu theo màu tapi, trần nỉ nguyên bản. Keo chỉ zin toàn bộ xe, không đâm đụng vào nước. Đó, đây. Hiện tại thì ui giời, không biết nói gì nữa. Sướng quá bà con. Cái này nó không có cái có gì đặc biệt so với mọi người cả. Nhưng mà đối với những người làm YouTube, những người làm như bọn em thì thực sự là rất là quý trọng. Vì đây chính là những cái tình cảm mà bà con cô bác luôn luôn dành cho Khả Năng ô tô. Đó. Bà con này nhìn này, đấy, rất là cứng cáp nhé. Con này thì sạch đẹp, máy dầu nữa, tiết kiệm nhiên liệu. Giá tiền lại hợp lý để bà con lựa chọn làm xe gia đình hoặc là xe, các bác có thể chạy xe dịch vụ dòng 7 chỗ máy dầu này rất ok nhá. Chỉ zin hết toàn bộ xe. Đấy, túi khí ABS đầy đủ cả. Đây. Rất là đẹp. Giờ chúng ta cùng nổ máy chiếc xe này đi để xem tình trạng máy móc hoạt động như nào nhé. Rồi. Rồi đây bà con. 14,5 vạn. Đó. Đăng kiểm tháng 1 năm 2021. Nội thất thì nguyên zin theo xe. Mấy bạn hết nhé. Điều hòa mát buốt. Túi khí phanh ABS đầy đủ. Nói chung là chẳng có gì để chê cái chiếc này cả. Củ số đây. Vô lăng củ số rất là mới, đẹp. Kiểm tra tập trung chính vào cái phần quan trọng đi. Con máy không móc, những cái cơ bản này thì nó đẹp rồi. Với lại qua cái mồm của người bán hàng thì con nào nó cũng đẹp, kiểu như thế mà. Con hát mẹ khen hay. Thì bao giờ em bán xe của em thì nói là xe em rất là đẹp, nhưng mà thực tế như nào em hay tả chuẩn lắm. Tình trạng xe cộ như nào em cũng tả chuẩn cho bà con đến xem mua thì an tâm. Em không nói điêu, chỉ nói phét thôi. Vâng, và đây là khoang máy động cơ của chiếc Toyota Fortuner đời 2009 phiên bản máy dầu, tên tư nhân biển Hải Phòng nhé. Xe rất là đầu răng hắt xi còn nguyên zin hết, không hề có đâm va tay vọ quẹt gì. Thì máy dầu nổ thì nó bao giờ nó kêu to hơn máy xăng, nhưng mà chiếc này nổ rất là êm và đều. Đấy, khoang máy rất là sạch sẽ, không cần phải làm gì thêm, nó sáng lắm. Ngay cổ bô nó cũng sáng sủa, phần ga này nó cũng sáng này. Ốc lỗ kỹ thuật phần đầu cabo cũng như mép chỉ cabo là còn nguyên zin hết nhé. Các bác có thể nhìn thấy đây, rất là cứng cáp và đẹp, sạch sẽ. Máy dầu thì quan trọng cái máy mà, cái máy mà nó ngon rồi thì ok hết. Máy này hiện tại đang rất là ngon. Anh em nào mà chuyên làm máy nổ, máy dầu diesel thì nghe tiếng máy này thấy ổn này, rất là ổn. Còn đây là cụm phanh ABS nhé, cũng như là hộp điều khiển. Đấy. Không có chì điều khiển thôi, còn hộp đen CPU nó ở kia. Rất là nhẹ nhàng, không có cái gì gọi là tiếng động nạ nào, không có neng keng gì cả. Rồi, như vậy thì vừa rồi Khả Năng ô tô vừa review cho mọi người xong một mẫu xe Toyota Fortuner đời 2009 phiên bản máy dầu, số sàn động cơ 2.4, sản xuất tại Việt Nam, đăng ký tên chính chủ biển Hải Phòng, tên tư nhân. Bên em có báo rút hồ sơ và giá bán hiện tại bên em đang chào là 479 triệu đồng. Cảm ơn quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng. Xin kính chúc mọi người có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, thành công may mắn trong cuộc sống. Luôn luôn trong mọi lĩnh vực đi, mọi người đều thành công may mắn và mua được chiếc xe đẹp. Vạn dặm bình an, đi trên đường lái xe may mắn an toàn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả tình cảm của cô bác, quý anh chị cùng toàn thể vừa trong thời gian vừa qua đã cho em đạt được đến 110.000 người theo dõi trên kênh YouTube rồi. Và vừa rồi em đã cầm vào tay một
một cái sản phẩm từ YouTube người ta quà tặng, từ YouTube Zero Award người ta tặng cho Khả Năng Ô Tô, danh giá và nó rất có ý nghĩa quan trọng với Khả Năng Ô Tô. Cảm ơn quý cô bác, quý anh chị cùng thể mọi người. Xin kính chào, hẹn mọi người clip sau.